ý nghĩa sứ điệp lên ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp. Thứ nhất, về lịch sử nguồn gốc, bức ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp có nhiều tương truyền để lại từ thời Trung Cổ. Trên bức ảnh ta nhìn thấy Đức Mẹ Maria trên tay bồng ẵm Chúa Giêsu. Ánh mắt Đức Mẹ nhìn thẳng vào người ngắm nhìn ảnh, chứ không hướng về Chúa Giêsu trên tay mình, và cũng chẳng hướng lên trời cao. Ánh mắt nhìn của Đức Mẹ tỏa ra nét nghiêm nghị buồn sầu, nhưng lại như có sức hút lôi kéo sự chú ý của người nhìn vào bức ảnh. Thứ hai, Chúa Giêsu ngồi trên tay Đức Mẹ như một em bé tuổi thơ, nhưng gương mặt tỏa ra nét của một người lớn tuổi, để diễn tả thần tính của Ngài. Thứ ba, khung nền bức ảnh toàn màu vàng. Theo suy nghĩ thời Trung Cổ, màu vàng là biểu tượng nói về bầu trời. Đức Mẹ khoác áo choàng màu xanh tối đậm, có lớp vải lót bên trong màu xanh lá cây và áo dài màu đỏ. Ba màu xanh da trời, xanh lá cây và đỏ là những màu của nữ hoàng vua chúa. Chỉ nữ hoàng được mang mặc màu này. Thứ tư, trên phần trán Đức Mẹ có ngôi sao 8 cánh. Có lẽ về sau người ta vẽ thêm vào, nhưng ý nghĩa muốn diễn tả theo như văn hóa thần học đông phương, Đức Mẹ là ngôi sao dẫn đường chỉ lối cho ta hướng về Chúa Giêsu. Và để làm nổi bật ý nghĩa này, một vòng tròn hình thánh giá được vẽ chung quanh đầu Đức Mẹ. Thứ năm, phía bên cạnh Đức Mẹ có những chữ viết tắt bằng tiếng Hy Lạp, gồm các ký tự M, R, T, U. Mater Theo có nghĩa là Mẹ Thiên Chúa. Thứ sáu, phía bên Chúa Giêsu có hàng chữ cũng bằng tiếng Hy Lạp với các ký tự I, C, X, C. Đó là Jesus Christos, Chúa Giêsu đứng cứu thế. Thứ bảy, hai bên phía trên bức ảnh có hai hình thiên thần. Hình thiên thần phía bên trái cầm chiếc đồng ngọn giáo có hàng chữ chú thích gồm các ký tự O, A, R, M, nghĩa là O Archangelos Micae, tổng lãnh thiên thần Micae. Vì tổng lãnh thiên thần này chỉ huy các thiên thần chống lại quỷ dữ Satan nội loạn chống Thiên Chúa, như sách Khải Huyền diễn tả chương 12 câu 7. Vị tổng lãnh thiên thần này có tên là Qui is ut Deus, nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Thiên thần Micae cầm chiếc bình nước đắng cùng với cây gậy có cuốn miếng bọt biển thấm nước mà người lính đưa lên cho Chúa Giêsu nhấp uống lúc Ngài bị treo trên thập giá. Tay ông cũng cầm một cây đồng nhọn, thứ khí cụ này quân lính dùng để đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu thâu vào trái tim khi chết trên thập giá. Thứ tám, hình thiên thần bên phải với dòng chữ O A R G nghĩa là O Archangelos Gabriel, tổng lãnh thiên thần Gabriel. Vì tổng lãnh thiên thần này đã đến truyền tin cho Đức Mẹ, báo tin Chúa Giêsu xuống thế làm người trong cung lòng Đức Mẹ Maria. Trong tay tổng lãnh thiên thần Gabriel cầm cây thánh giá và 4 chiếc đinh sắt. Những dụng cụ này nói lên cuộc đời Chúa Giêsu sẽ phải chịu đau khổ chết trên thập giá thế nào. Thứ 9, Chúa Giêsu ngồi trên tay Đức Mẹ, ngoái cổ nhìn sang hai bên phía trên đầu, thấy hai thiên thần, một vị cầm bình nước đắng và một vị cầm cây thập giá với đinh nhọn làm Ngài sợ hãi. Như em bé đang lúc sợ hãi chui vào lòng mẹ mình, Chúa Giêsu sợ hãi quá nên ngồi nép sát vào lòng Đức Mẹ, hai tay ôm chặt lấy mẹ mình tìm sự che chở an toàn. Có lẽ trong lúc sợ hãi đó, chiếc dép rơi tuột khỏi chân Chúa Giêsu như trong hình vẽ họa lại. Đức Mẹ tuy bồng ẵm Chúa Giêsu trong lúc con mình sợ hãi, nhưng lại không hướng ánh mắt về con mình mà về phía người đối diện ngắm nhìn bức ảnh. Điều đó như Đức Mẹ muốn nhắn gửi sứ điệp là người mẹ
Tôi biết con tôi đang tìm sự an ủi chở che, nên ngồi sát nét vào lòng tôi tìm sự an ủi giúp đỡ, để con tôi làm trọn hảo ý Thiên Chúa muốn. Và tôi chấp nhận vâng theo ý Chúa, bằng lòng để con tôi hy sinh cho công cuộc cứu rỗi loài người khỏi vòng tội lỗi. Tôi đã nói lời xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa ngay từ giây phút Thiên Thần đến truyền tin cho tôi. Điều này tôi không bao giờ rút lại. Như Chúa Giêsu, con tôi nép sát mình bên tôi khi sợ hãi lúng túng nhìn thấy cây thập giá. Con người các bạn trong cơn khốn khó đau khổ cũng được phép chạy đến tìm sự an ủi giúp đỡ nơi tôi. Tôi là người mẹ luôn sẵn sàng phù hộ giúp đỡ cho những người cần đến kêu cầu tôi. Và trong dòng thời gian, do lòng kính mến cùng biết ơn, người ta ca tụng tôi bằng danh hiệu Đức Bà phù hộ các giáo hữu, Đức Bà hội an cả âu lo. Tôi vui mừng làm công việc của một người mẹ, bây giờ ở trên trời chuyện lời cầu xin của người tín hữu tới nhan Thiên Chúa, đứng là kho tàng mọi ân đức phúc lộc cho con người. Và đó đây, trong kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp, người tín hữu Chúa Kitô hát kêu xin: Còn xin dâng lên gia đình con cái trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con. Ôi lời kinh thấm thiết, chứa chan tâm tình vừa lòng yêu mến và cũng vừa lo lắng cho đời sống con người, bắt đầu từ trong gia đình mình. Lạy Mẹ Maria, khi sứ thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì? Một lòng tin phó thác, Mẹ đã vui hợp tác, cứ mang con một đời. Cho mẹ đã tin
xưa dưới chân thập giá mẹ đã nghe con mẹ chối gì. Rồi từ giây phút ấy mẹ đã vui nhận lấy, luôn không ngời phù du chúng con. Xin cứu giúp chúng con trong khốn khó gian nan, cơn cám dỗ hiểm nguy tâm hồn sao xuyên.